kính chào quý vị, trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Hồi ký Sương Trắng Trường Sơn, tác giả Xuân Vũ, tập 6, chương 16. Về đến lều, thì thấy trong lều của Thu, có hai người con gái nằm trên võng của Thu. Tôi nhận ra ngay là Ngân, khách của Thu ngân quen với thu à tôi tự hỏi thầm và lòng tôi thấy hơi sao xuyến tôi đã gặp ngân trên kho gạo tôi còn đang lúng túng thì thu đã gọi anh ơi sang đây có người muốn gặp anh đấy tôi càng bối rối nhưng lại thấy chút gì phấn chấn trong người năm cà giom đang đổ hết gói thuốc ra đất đang chọn một cái lọ để trút dầu vào chắc Năm cà giom không nhìn tôi mà nói Thì đi sang đi Người ta mê văn của cậu chứ gì nữa Bày chuyện nữa đây Để rồi xem Tớ bấm mạch không đúng Tớ sẽ đền đó Thôi đi đi E lệ cái gì Kẻo người ta chờ <laughs> Hôm gặp cô nàng ở kho gạo là tớ Bắt nhãn thấy rõ rồi mà Đi đi Tôi bước đi trong tiếng dục của năm cà giom giá không có thu ở đấy thì tôi chẳng ngại ngùng gì. Và giá tôi không mất tự nhiên đối với nàng tóc xoăn thì tôi cũng không lo chi. Đằng này thì tôi có xúc động về cái gương mặt khả ái kia và ác nghiệt hơn nữa. Thu đã đoán biết sự xúc động đó của tôi đối với nàng. Phái nữ giỏi thật, nhìn ngân mà Thu đoán là tất cả và chẳng sai mảy may. Tôi chào Ngân và hỏi Cô ở đâu tới vậy? Quen với tôi à? Quen chứ sao không quen? Thu vui vẻ nói hết Ngân bằng giọng nam Ngân nghe tiếng anh lâu lắm Muốn gặp anh mà không biết Anh ở đâu chẳng ngờ vừa qua đi lãnh gạo Ngân được một người bạn chỉ anh cho Ngân Tôi đã lúng túng Lại càng lúng túng thêm Thu nói tiếp em đưa quyển sách của anh cho Ngân mượn đọc tự nãy giờ trong lúc Ngân chờ anh đấy. Ngân đang ngồi trên võng cùng với Thu, cúi xuống đọc quyển sách của tôi đặt giữa hai đùi nàng. Những ngón tay thon nhỏ đang dở cuốn sách hoặc đang nằm im trên trang sách. Nghe Thu giới thiệu nàng với tôi, Ngân vẫn đọc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc. Tôi cảm thấy quyển sách đã biến thành trái tim tôi và đang nằm gọn trong tay nàng. Cho nên, mỗi khi nàng dở một trang sách thì tim tôi cũng rung động theo. Chao ôi, những ngón tay ngà hay những thỏi ngà đây? Những ngón tay mà tôi bắt gặp lúc di chuyển vào đây khi chúng nắm giữ nhánh tre để nó khỏi bật vào mặt tôi đang từ phía sau tới. Không hiểu sao tôi lại mến cái cử chỉ văn minh đó một cái cử chỉ văn minh giữa một vùng man dã thu cười làm tôi khẽ giật mình thu nói và vỗ vai ngân đấy tác giả đấy nói chuyện tìm hiểu tác giả rồi hãy đọc chuyện mới hay ngân quay sang nhìn thu mặt đỏ ra tỏ vẻ bất mãn một cách hài lòng về hai tiếng tìm hiểu của thu cố ý dùng vừa rồi nên chẳng nói gì cứ ngồi đọc mãi hết trang này đến trang khác chốc chốc những ngón tay lại khẽ dở sang trang và tờ giấy chỉ khuya một tiếng rất khẽ mà có lẽ tôi cảm thấy hơn là nghe thấy tôi đứng dậy và nói thôi chào hai cô nhé ơ anh về à về lo công việc ở chơi ngân muốn nói chuyện với anh mà ngân cũng muốn viết văn đấy thôi để ký khác rồi tôi đi ngay tôi cảm thấy nếu ngồi đó càng lâu thì càng lộ rõ chân tướng của mình cho thu thấy năm cả dòng không nhìn tôi vẫn hí hoáy với mấy cái lọ dầu lửa con con năm nói cô ấy đẹp quá ha thôi đi đẹp với không đẹp gì nữa Kỹ sư nông lâm phải không? Ai bảo? Thì chính cậu nói với tớ mà. Không rõ đâu. Trối hoài vậy. Tớ thề mà. Này, hey, niếm mũi coi có đụng không mà thề. Chập sau, Ngân sang lều tôi Ngân nói. Cho em mượn quyển sách này nha. Năm cả nhom bọt miệng đáp luôn. Tặng luôn cho cô đó. Ui! sao làm quyền vậy thì trước sau gì cậu cũng tặng mà đùa hoài để rồi xem ngân nói em chẳng dám mong được tác giả tặng sách đâu chỉ mong được mượn đọc thôi cái gì chứ cái đó thì tôi nghĩ rằng không phải là chuyện khó gì cho lắm đâu cô có quyền lấy luôn làm của cũng được bởi vì theo tôi biết dù người ta có ăn cắp sách thì cũng chẳng tội lệ gì năm cả giom nói cô ngồi chơi đi coi chỗ nào ngồi được thì cứ ngồi này cô là kỹ sư nông lâm phải không dạ học trò của ông của phải không ủa anh biết ổng à biết chứ ổng người sóc trăng mà ngân hỏi sao anh biết rõ vậy thì tôi có thằng bạn tên bình là bác sĩ thú y học trò của ổng và một ông chú cũng là học trò của ông, năm cà dòm lắc đầu kẹt lắm cô kỹ sư ơi dân nam bộ mình ra ngoài đó không có chỗ ngồi đã đành chỗ đứng cũng không có luôn thế à còn nam bộ không biết nữa nè tôi hỏi cô nè Chứ cô về nam là để giải phóng hay gì bất mãn vậy anh hãy tự hỏi anh đi tôi à Miền Nam đâu có cần mình giải phóng, mình lê cái thân còm về đến nơi là để người ta nuôi bóc cô chứ đâu còn sức để mà giải phóng ai. Nhưng mà cô định vào Nam để dạy ông bà nông dân cấy lúa chắc. Em chưa biết sao, nhưng đi thì đi, về tới trong đó hãy hay ai nghe mà dạy chứ, giống lúa miền Bắc không có cấy được ở miền Nam đâu, cũng như người Nam ra Bắc khó sống lắm. Người cũng vậy, mà cây cỏ cũng vậy thôi à. Năm cả nhóm cười khúc khích, thích thú. Tôi bảo, ông bác sĩ cả nhóm này nói leo qua lĩnh vực chuyên môn của kỹ sư nông lâm rồi đó. Năm cả nhóm vẫn thản nhiên nói tiếp. Còn nữa, ví dụ như cây so đũa trong mình, không biết ai trong Nam đem hộp giống ra phân phát cho các nông trường còn quý hơn hột nhân sâm nữa. Vậy mà vẫn lạnh về trồng, cao lên tới trời luôn. Có bông mà không có chịu đậu trái nào hết. Đó, cô bạn kỹ sư Đông Lâm, có phải chúng mình là so đũa kia không? Tôi trừng mắt nhìn năm cà giom Ê, tốt lại nghe. Thì mình nói ba lăng nhăn chơi, ai nghe không nghe thời thôi. Thôi sao được, Cây vú sữa là tượng trưng cho cái gì biết không? Không biết. Nữ kỹ sư nông lâm cười. Anh nói đúng chứ. Cây nào đất ấy, người nào xứ ấy mà. Ha tôi có người ủng hộ rồi. Mai mốt có đi ngang đây. Cô ghé nhà tôi uống trà hoa nhài chơi cô kỹ sư nhé. Ngân từ giã ra về. Năm cả giom, nguyết tôi và lén lén trò thu tôi xịt bảo im đi. Ha ha ha. Thu nói vọng sang. Cô kỹ sư đẹp quá anh Năm nhỉ? Ừ, đẹp quá. Thế cho nên mấy anh mới chủ trương ta về ta tắm ao tao phải không? Đâu có phải. Chứ sao? Ao người mà mát mẻ thì ta cũng cứ tắm như thường. Anh nói thế chứ? Thì đó, có phải tôi nói đúng không? Bằng chứng hiện nhiên đang ngồi ở đây một đống đây nè Ông có về tắm mau ta đâu Các anh thì ghê gớm lắm Nói thế nào nghe cũng xuôi Tôi biết Thu hờn trong bụng rồi Nhưng Thu không nói ra Đàn bà con gái trong vấn đề tình cảm Khi sổ sàng thì sổ sàng không ai bằng Nhưng khi tế nhị thì cũng rất tế nhị tôi không biết cách nào để đính chính khéo rằng tôi chỉ yêu nàng thôi mặc dù sự đính chính đó giả dối nhưng dù sao sự nịnh ngót đó cũng vuốt ve được lòng tự ái của thu đêm xuống tôi nằm tranh trở mãi có ý không ngủ để chứng tỏ với thu rằng tôi đang suy nghĩ đau khổ vì thu chắc nàng hài lòng lắm lúc chiều cơm xoàng quá không cải thiện được món gì thành thử hơi xót ruột tôi gợi ý với thu ta nấu chè ăn đi thu thu gọi anh năm ơi hùn đường nấu chè ăn đi năm không đáp tôi biết là năm không muốn tham gia tôi còn ít đường đây ăn phức cho rồi trước sau gì cũng ăn nói rồi tôi lục túi lấy gói đường còn chừng bằng nửa nắm tay. 500 gram đường đi hơn tháng này còn từng ấy, đôi lúc cố ý quên nó đi để giữ được nó lâu dài trong ba lô. Nhưng đêm nay tôi thấy cần cho mình thêm một ít nhiệt lượng như máy cần thêm xăng nhớt vậy. Tôi hăng hái nhóm bếp, còn thu thì soạn đồ nấu, tiếng củi cháy lắc rắc, tiếng thở của hai đứa hòa nhau không khí trong lều ấm áp lạ thường thu nhìn lửa với đôi mắt buồn vời vợi tôi chỉ biết có tôi mới làm cho thu vui thôi tôi hỏi em nghĩ gì vậy à em nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại không nghĩ gì cả nghĩa là sao em nghĩa là rốt cuộc rồi mình vẫn nằm trong cái túi gió túi mưa này nghĩ cho mấy rồi cũng không làm gì được em hay nghĩ vớ vẩn quá chứ anh nghĩ cụ thể à đúng anh mở mắt ra là nghĩ tới sự ăn uống mười ngày như một nhưng vẫn là chuyện vớ vẩn vì anh không giải quyết được gì cả tôi thấy từ mấy hôm nay tôi đối với thu hơi nhạt nhẽo hơn trước bây giờ ngồi bên cạnh nàng trong cái không khí này tôi mới tự phát hiện ra điều đó bởi vì trước kia trước kia khi tôi ngồi gần nàng tôi hơi phập phồng run run cử chỉ không tự nhiên trước kia tôi trông thấy nàng đẹp tóc nàng đẹp môi nàng xinh khung mặt tuyệt mỹ nhưng những điều đó chẳng bao lâu mà nay đã trở thành ký ức chẳng lẽ vì ngân xuất hiện chăng không không hoàn toàn như vậy đối với ngân sự xúc động của tôi cũng thường tôi biết ngân có vẻ đẹp riêng có thể ngân đang mở qua cái lối cỏ ướt xương cho tôi bước vào nhưng tôi cũng không thiết tôi không thấy rạo rực tôi không mơ ước nồng cháy như trước kia nữa đối với thu không phải tôi bớt yêu nàng vì tôi đã đạt được cái gì rất cụ thể mà nàng đã mất cho tôi. Bây giờ ngồi viết những dòng chữ này, tôi mới nhìn rõ lại tình cảm của tôi trong những ngày ấy. Cái gì cũng do sức khỏe mà nên, mà ra cả. Không có sức khỏe thì còn mong làm gì? Trong lúc mình cần sức dai bền của một lực sĩ, thì mình lại như con bún thiêu, thì đầu óc mình còn chứa đựng làm sao nổi một giấc mơ thu bảo tôi anh bỏ đường vào đi gạo nở rồi đấy bỏ hết nhé tuy anh cho nó ngọt tôi thấy trong mắt thu cả một nỗi u buồn có lẽ thu cũng như tôi nàng đang hơ lửa đây lửa là bếp lửa kia lửa là tôi tôi cố bốc thành lửa nhưng vẫn không thấy nóng sóng mắt nàng long lanh gợi cảm vô cùng nhưng nay thì mờ hẳn. Những câu nói của tôi và Thu không đối đáp nhau nữa, không cuốn bên nhau chặt chẽ nữa, nó chỉ va chạm nhau vừa phải để cho khỏi tẻ nhạt. Những cử chỉ của hai đứa không còn đượm tình nồng thắm của nhau nữa, mà nó mang tính chất xã giao. Tôi nhớ lúc vượt con đường lấy suối làm đường bộ, đêm đó mưa dầm, tôi mắc võng cho Thu nằm, đánh gió cho Thu. Đôi chân Thu hiện lên trước mắt tôi, trong ánh hoàng hôn. Giữa cơn mưa và sau một cơn bơi lội ầm ỉ dưới nước, thế mà lửa trong người tôi vẫn bốc. Còn bây giờ, tôi với Thu ngồi ăn chè, nhạt nhạt, nói ít, húp chậm rãi, muốn cho chóng xong để về nghỉ ngơi. Nhưng khi ăn xong bát chè, tôi lại có ý định khác. Tôi không nói gì hết. Tôi cứ lên võng Thu nằm bừa. Thu cũng không nói gì hết. Hai đứa cứ giữ sự im lặng ấy. Thi gan nhau xem đứa nào làm thinh được lâu hơn. Kẻ thua trận là tôi. Thấy lạnh nhạt quá tôi không chịu được. Và lại tôi đang bày cảnh để gây sự. Tôi nói. Anh bị con ve cắn ở sau gáy đây em. Ê, anh chỉ bịa Thật mà Anh đóng kịch tài lắm Thu nói vậy Nhưng vẫn bước lại gần võng Thu hơi rụt rè đề phòng Bước lại đầu võng Mò ba lô Tôi biết là Thu tìm cái đèn pin Tôi bảo Không cần đèn Em sợ vào là bắt được nó ngay mà Tuy nhiên Thu vẫn rút chiếc đèn pin Và bỏ pin vào Pin gói để bên ngoài vì sợ để sẵn trong đèn thì điện sẽ thoát đi hết. Thu vừa bước tới là tôi đã ôm ngoặc lấy đôi chân Thu và dìu Thu ngã lên võng. Thu kêu khe khẽ. Đứt dây, không sao đâu. Ơ kìa, anh không nhớ cô gì ở trạm. Ấy, à, à, em nói gì kỳ vậy? Đã bảo anh xem rồi mà. Đứt dây thì chết đấy, Thu không còn nói được nữa vì những thủ đoạn vừa êm dịu vừa thô bạo của chàng. Nàng như con nai vàng ngơ ngác, biết sắp xa bẫy mà vẫn cứ bước vào. Tôi chợt tỉnh dậy rồi, kẻ nắm mấy ngón chân nàng, rồi lủi thủi trở về võng. Sương khuya lộp độp điểm trên nóc tăng ni lông. Tôi không làm sao ngủ được trong một cái không khí ma thiên nước độc mà đặc biệt như đêm nay của tôi thì biết bao nhiêu điều gợn lên trong tâm trí tôi bắt đầu thấy sợ những sự mơ ước về tình yêu tôi thấy sợ sự có mặt của đàn bà trong cuộc sống của tôi không hẳn như vậy nhưng nó có một sự xuống thấp của nhiệt tình tôi không còn thích thu nũng nịu tôi không hăng hái mắc võng treo tăng cho thu nữa không thích trêu chọc thu cũng không thích đáp lại với tất cả sự galantry mỗi khi nàng đùa duyên với mình. Nhưng Thu thì ngược lại, nàng vẫn vui vẻ, đẹp và hay đùa. Sức khỏe nàng có sút đi đấy, nhưng không đến nỗi thảm hại như tôi. Sau mấy cơn sốt mà mấy quý ông giao liên ở những trạm trước đoán rằng tôi sẽ chết, tôi chỉ còn lại một lực lượng tổng trừ bị quá gầy gò đi rừng đàn bà khỏe hơn đàn ông người ta nói thế như một câu tổng kết không biết có đúng không nhưng theo tôi thấy thì tất cả đàn bà con gái mà tôi gặp trên đường này đều có mang đồ giúp cho bọn đàn ông hoặc nấu cơm nấu cháo cho đàn ông thu không mấy khi sốt chỉ đau chân thôi bây giờ thì ăn cũng khỏe đi cũng khỏe có lẽ cơ thể nàng đã vượt được thử thách rồi chăng? Tôi nom thấy nàng hơi béo ra. Tuy nhiên, dù nàng không được tốt, nhưng nàng rắn rỏi và gân guốc hơn lên. Tôi lại nhớ lời của bác sĩ cả do mà sợ. Coi chừng lại có con nít khóc eo oe trên đường này đấy. Tôi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện gì cũng có dính một chút đến thu. Tôi trỗi dậy là muốn sang thu một lần nữa thì Thu đã lên tiếng. Thu ho húng hắng Thu biết tôi còn thức. Tôi đứng dậy quờ chân mang dép. Thu chưa ngủ. Thu biết tôi sang nhưng vẫn nằm im. Khi tôi vừa tiến đến võng thì Thu đã ngồi bật dậy và bước xuống đất. Thu bước lại bếp lửa cời than. Những hòn than nằm dưới cho ánh lên ngon lành như những viên kẹo. Hai đứa ngồi bên nhau không nói gì. Ngoài trời tối om như mực tàu tuôn chảy khắp không gian. Tôi biết tình cảm giữa hai đứa đang ở một bước ngoặt. Tôi cảm thấy Thu sắp nói ra một điều gì quan trọng. Quả thật, Thu hất mái tóc ra như một cử chỉ quả quyết rồi nói: "Anh à, cái gì em?" Thu nói xuông sẽ mạch lạc như đã sắp sẵn từ lâu em định nói với anh từ lâu tâm tình của em em cảm thấy em có tội rất nhiều anh ạ à. đó là tâm tư sâu kín của em em đã có người yêu em đã hứa hôn rồi cả trường và bạn bè hà nội đều biết chính vì thế mà em vừa xung phong vừa được chọn lựa đi nam hai điều đó phối hợp lại thành ra cái chuyến đi phiêu lưu này của em em nói rành rẽ như thế bởi vì nếu em chỉ sung phong mà không nằm trong danh sách chọn lựa em cũng không được đi ngược lại có những kẻ được chọn lựa mà không chịu đi đập bệnh để xin ở lại riêng đối với em thì được cả hai mỗi bên một nửa nhưng khi đi được một quãng thì em thấy không muốn đi nữa và đi thêm một quãng nữa thì sự không muốn đi đó gia tăng gấp bội nhưng phân tích cho kỹ thì em không muốn đi là vì hai lẽ lẽ thứ nhất là như em vẫn thường nói với anh nghĩa là cực quá phung phí sức lực vô ích và em đau chân vô đến nơi em cũng không làm nên trò trống gì lý do thứ hai là em thấy tình cảm của em đối với anh ấy đổi thay một cách lạ kỳ giống y như chuyện phiêu lưu của một nhân vật thần thoại. Đi vào với người yêu nhưng trên đường đi mình lại yêu một người khác. Người khác đó là ai? Anh biết rồi. Nếu em không đi với anh, chắc chắn không có cái người khác đó xen vào cuộc đời em. Tuy rằng em vừa nói với anh rằng em có tội với anh ấy, nhưng nghĩ cho cùng em không có tội. Vì công bình mà nói, em không yêu anh ấy sau này nếu có dịp em sẽ nói với anh ấy về điều này nhưng dù sao thì em cũng đã có lời hứa với người ta em có hứa thật à có tại sao em cũng không biết tại sao tại sao lại không biết nhỉ chưa ai hỏi em như anh thì bây giờ anh hỏi đấy vì thế em mới đáp là em không biết tại sao tôi thấy vừa tức tối vừa tự ái vừa ghen hờn vừa đau khổ giá đừng yêu giá thu đừng nói giá thu đừng nói vĩnh biệt từ nay tôi biết thu có người yêu đã đi trước trong nam nhưng đi bên cạnh thu tôi không hề nhớ tới chuyện đó cũng như tôi đã quên khuấy đi rằng tôi từ giã người yêu của tôi rẽ xuống khu năm biết làm sao bây giờ tình yêu là một Thứ khách không mời mà đến Hoặc ngược lại mời mà không đến Mà khi nó đến thì nó đến Không ai ngăn cản được Tôi và Thu Sống cực nhọc với nhau Trên con đường này Nhưng không buông thả tình cảm Mà ngược lại rất dè sẻn Hà tiện Và thận trọng như đứa bé Nhận được tấm giấy thấm mới tinh thơm phức Của mẹ mua cho Nó dự định sẽ thấm khô những dòng chữ nắn nót của nó để nó nhìn lại trong giấy thấm mà thích thú về những dòng chữ ấy. Nhưng trái ngược lại vì ý muốn của nó, những dấu mực trên mặt giấy thấm không làm cho nó vui. Tôi và Thu hai đứa học trò thư ngây đã đổ vấy mực ra cả tấm giấy thấm rồi, loang lộ đốm to đốm nhỏ thành những hình hài kỳ quái bất thường. Yêu là một thứ mệnh không thể được miễn, về sau cũng không có tiêm chủng ngừa được. Thật tình, cái gì mình sợ nhất lại thường xảy đến. Trong tình yêu càng như vậy, càng rào đón kín đáo lại càng sơ hở, càng lần tránh nó càng đuổi theo. Tôi nói, được rồi, anh sẽ làm theo lời em, em muốn gì cũng được bấy nhiêu tình cảm em cho anh đã đủ lắm rồi tất cả tình cảm của người ta cho anh trong suốt từ xưa đến nay gộp lại cũng chỉ nhiều bằng của một mình em trong mấy ngày qua nếu em nói em có tội với người ta thì anh cũng không thể vô tội được nhưng tự trong thâm tâm của mình thì chính mình cho phép mình làm những điều mà mình cho rằng có tội ấy và cũng lại chính là mình tự bôi mặt để lên giọng quan tòa giết hay tha cũng đều có lý cả thu ngồi im tôi liếc nhìn thu nàng đau khổ thực sự tôi biết nàng sống rất nặng về nội tâm nàng không phải là người con gái tầm thường nàng rất kiêu kỳ và ngược lại rất ngoan ngoãn tôi đợi nàng nói thêm tôi sẵn sàng làm theo những lời của nàng một cách tự nguyện vì lòng tự ái tôi muốn xóa tan đập nát ngay những tình cảm của hai đứa ngay trước mặt nàng nên những tình cảm đó là những mảnh thủy tinh để cho nàng chính nàng nghe thấy những tiếng vỡ tan vang động trên mặt đất và trong lòng nàng thu nói tiếp em biết anh yêu em như một kẻ đi trên sa mạc bất thần gặp một con suối nhỏ anh uống thỏa thuê rồi anh lại đi tôi tiếp ngay và anh không bao giờ quên con suối ấy tình yêu không thể nào là cuộc sống bình thường được em nên nhớ rằng em vừa nói rất đúng nhưng hãy còn thiếu sót em nên làm con suối nhỏ giải được cơn khát cho anh giữa sa mạc hơn là làm một cái biển mênh mông trong lúc anh đang dầm mưa tình yêu là cái gì hiếm hoi đắt giá và độc nhất em thử tự hiểu xem em nên là con suối hay làm cái biển kia đối với anh có thể em chia tay với anh ngay bây giờ nhưng em sẽ còn yêu anh mãi mãi em ạ à. vì như thế anh làm cốc rượu nồng hồng tươi làm em say em nhớ mãi hương vị trận say đó hơn là em uống hàng vại nước mà chẳng còn giữ lấy một hương vị gì anh cho rằng chúng mình cứ chia tay nhau ngay bây giờ đi anh thì quay lại với phương còn em thì cứ nhắm anh bạn của em làm đích ai về tổ ấy tôi cười tôi reo lên đất hồn nhiên thế mà hay thế mà hay thu lặng ngắt người ra ánh lửa không làm hồng nổi đôi má nàng có lẽ nàng tưởng rằng khi nàng thốt ra thì tôi sẽ phản đối và tôi càng vồ vập tha thiết yêu nàng chẳng ngờ sự phản ứng của tôi rất xuôi chèo mát mái theo nàng nàng nói lúc nào anh cũng trêu tức em và làm cho em đau khổ ơ kìa em nói có thực lòng em không em 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 cảm thấy như thế ô hay em đang ngồi thực trên mặt đất thì những điều em nói ra phải là thực chứ không thể cảm thấy được anh làm cho em đau khổ hay ngược lại vậy ai đã bảo chia tay trước em à trường sơn gian khổ gai góc đầy đỉnh dốc đầy hố sâu ta đã đi trên dốc bên miệng hố dẫm trên gai góc thì không thử thách nào mà ta không vượt nổi tuy có đau thương nhưng có thấm gì đâu tôi thấy tôi nói lan man bâng quơ và trong thâm tâm tôi tôi cũng thấy đau khi chấp nhận sự chia tay dù nó hợp lý tôi nói anh biết em là người con gái đầy trí tuệ cả trong những giây phút sôi nổi nhất em vẫn giữ phần lớn trí tuệ còn trái tim thì chỉ giữ một phần thôi. Thu gạt ngang ngay, anh nhầm, anh là đàn ông, anh không thể hiểu, anh nói như thế là không đúng. Bao giờ anh có vợ, vợ anh sẽ giải thích cho anh điều đó, anh sẽ nhận chân lại lời nói của em hôm nay. Chính em đã bỏ mất hết trí tuệ của em đấy. Rồi nàng gục đầu xuống nức nở. Ôi thôi chết rồi bỏ mạng rồi cuộc đấu khẩu đấu trí đấu tính cuối cùng đã làm cho tôi mang nợ nàng khóc là tại vì tôi thu 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 ơi tôi lay vai nàng và gọi nhưng nàng đã biến thành một giọt nước mắt khổng lồ tan ra và thấm ướt cả tâm hồn tôi làm mềm yếu cả nghị lực tôi tôi thấy khổ tâm và hối hận quá tôi ôm lấy nàng bế nàng đặt lên võng như bế một đứa trẻ con. Đêm trở nên ngắn và tâm sự vơi đi nhanh chóng. Tất cả uẩn khúc u sầu hờn dỗi đều tan đi biến hết. Thu ngồi dậy, ngó ra bên ngoài một chặp như tìm kiếm một điều gì lần khuất đâu đây. Rồi Thu bước xuống đất đi nhóm bếp. Trong lơ mơ, tôi nghe Thu bảo, anh uống một miếng đi tôi uống một chất ngọt từ tay Thu nâng lên mồm tôi như là đường, như là sữa, như là một chất gì tôi chưa từng nếm qua trên đời. Rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi cũng không nhớ tôi thức giấc hồi nào. Tôi nghe thầm thì bên tai tôi tiếng của Thu. Tôi nghe một sự vút ve trên trán tôi của bàn tay Thu. Và tôi nghe toàn thân tôi lọt thỏm vào một sự mơ hồ mà cụ thể sự tan vỡ mà đang quật cường sự rã rời mà phấn chấn thu bảo anh nhọc quá không có gì đâu em bằng một chuyến vượt dốc là cùng anh cứ liều lúc này đang nghỉ mai không phải đi anh không lo xa lo cũng không được thu sờ vai tôi mình mê mãi một chỗ mà tôi nghe hình như rướm máu anh à gì em đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta nhé ấy lại sắp nói nhảm nữa phải không em nói thật đấy hay khóc mà lại cứ trêu người ta bài hát gì đấy hay ghê cơ bài gì em không nhớ tác giả và tên bài vị em chỉ nghe loáng thoáng rồi thu hát tôi nói thôi em à gì cơ em đừng hát nữa để lúc khác đi đây chính là lúc em rất cần hát anh ạ à. bài hát này nói thay em thế à vâng khi yêu anh em đã tự nhủ rằng có lúc em sẽ hát tặng anh bài này em nghĩ lơ mơ vậy mà đúng thật anh ạ à, sai em anh có buồn không anh vui chứ vì sao vì đó là ý muốn của em anh có đủ can đảm làm theo ý muốn của em ư có chứ có thừa mà vì sao vì tự ái thế thế là anh chẳng yêu em nhất rồi vì sao khi chưa yêu thì còn tự ái nhưng khi đã yêu rồi thì tự ái không còn nữa trời đất ơi tôi giật mình không biết cô gái Hà Nội đã ứng khẩu nói câu này hay đã đọc ở một quyển sách nào hay chính cô đã tổng kết từ lâu. Thu tiếp Anh có nhớ không? Có lần anh sốt nặng dọc đường anh ngồi trên cái đế cối 82 bị bỏ dọc đường lúc bây giờ em mở nước bi đông nâng vào miệng anh mà anh vẫn không uống anh cương quyết từ chối đó là vì anh chưa yêu em cho nên anh tự ái hay tự trọng cũng thế rồi sau đó có lần anh đùa với em anh nói anh muốn làm một hạt bụi dưới chân em em đáp ngay em sẽ dẫm nát anh ra thì anh lại đáp anh sẽ bay lên đáp trên tóc trên má em đó là lúc anh yêu em và đối xử với em rất tế nhị em nói gì anh cũng nghe cũng như em bảo anh gì anh cũng không chối từ đâu còn tự ái nữa tôi nói ngay đúng em bảo anh việc gì anh cũng vâng lời ngay cả những việc mà cả thế gian này đều không thể làm được anh cũng vui lòng làm nhưng chỉ trong trường hợp là việc đó có ý nghĩa tình yêu còn đây em bảo chúng mình hãy chia tay đi vì em sắp gặp ai đấy thì nó lại khác rồi. Anh không thể dẹp lòng tự ái được. Em đã dạy anh với chân em thì nhất định anh không thể nằm im cho em dạy được. Thu cười. Gớm, con người lầm lì thế mà tự ái to bằng cái nồi. Nếu anh nói như em thì sao? Ừ, anh nói đi, nói đi. Nói đi anh. Anh không nói. Vì anh không nghĩ như em Không nghĩ thì thôi Sao còn nếu Em mong anh nói như thế đấy Anh nói thì em sẽ làm sao nè Anh cứ thử đoán xem Khóc là cùng Có đúng không Ơ kia Sao lại quay mặt đi vậy Quay lại xem nào Có đúng không Đúng, 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 đúng Hỏi nữa thôi Em khóc gào đến bây giờ lòng tự ái đã giúp tôi chiến thắng một cách vẻ vang. Chương 17 Tôi không ngờ bên cạnh tôi có một ông bác sĩ Trung Hoa. Không biết ông ta đi đâu đây mà lại sốt nằm lê mê. Cùng đi với ông bác sĩ này có một ông khu ủy viên và một toán cần vụ nam có, nữ có. Sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì một hôm ông bác sĩ Trung Hoa kia đi ngang qua lều tôi và thấy Thu ngồi xem quyển sách của tôi. Ông ta dừng lại và nói chuyện với Thu bằng những tiếng Việt Nam kha khá mà có lẽ ông học được trước khi lên đường sang đây công tác. Ông ta hỏi thăm Thu và Thu đã giới thiệu tác giả của quyển sách. Ông ta cho biết quyển sách của tôi đã được dịch và xuất bản ở Bắc Kinh. Nhưng thật ra tôi không biết và không được xu nào ông cũng tự giới thiệu ông ta là bác sĩ ông ta đi sang bên này để nghiên cứu sốt rét giúp cho mặt trận giải phóng ông ta vui vẻ nói thêm và trỏ mặt mũi da thịt của ông ta đã sơ sát và ngoách ra vì những cơn sốt rét liên miên ông ta nói mũi trường sơn độc lắm bị đốt chừng vài mũi là sốt ngay tôi nói diệt được sốt là thắng trận mũi Anophen đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên trái đất. Thế mà các anh vừa chống mũi, vừa đánh nhau thật là giỏi chịu đựng. Tôi cười, gật gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng lời khen đó của ông ta. Nhưng sự thật thì trong thâm tâm tôi đã tự bảo lại đập các cha đại tếu nữa rồi. Tôi đã từng nghe những lời khen na ná tân bốc tới trời như thế của những đồng chí ngoại quốc đàn anh Đại khái là khen những người miền Nam là thần thánh. Họ sang Việt Nam một tuần lễ là phải mang vợ theo rồi. Còn người Việt Nam, nói rõ hơn người Nam Bộ, đi tập kết 10 năm mà để vợ ở nhà, thế mà vẫn chịu được. Bây giờ tôi lại gặp sự tếu đó tái hiện lên ở trên dãy trường sơn này. Tôi hỏi, đồng chí sốt mãi như vậy sao? Không sao, tôi đấu tranh qua hết. Đồng chí uống thuốc gì? Uống thuốc thì ít, nhưng đấu tranh tư tưởng thì nhiều. Ông bác sĩ đang nói chuyện với tôi, thì có hai người thanh niên người thượng tới. Đó là những người trong toán cần vụ của ông ta đi tìm ông ta về vì sợ ông ta đi lạc. Một anh to tướng thân hình lực lưỡng như lực sĩ, đặc biệt cặp chân rất to bắp chân và đùi to bằng nhau một anh có cái quai hàm gần vuông như thước thợ hai anh mời ông bác sĩ về nhưng ông bác sĩ tỏ vẻ thích thú vì đã gặp tôi ông ta nói với tôi và trỏ vào quyển sách quyển sách này chúng tôi đã xuất bản ở bắc kinh không ngờ hôm nay tôi được hân hạnh gặp tác giả tôi muốn mời đồng chí chụp với tôi một tấm hình và ta ghi sổ lưu niệm với nhau. Ông bạn Tàu tỏ vẻ rất thành tâm, nhưng tôi chỉ nhận có một điều là ghi lưu niệm. Ông đã viết cho tôi đặt nghẹt một trang giấy, còn sự chụp hình thì tôi từ chối. Vì mặt mũi của tôi thế này thì chẳng hay ho gì mà chụp với nôm. Tôi còn đang loay hoay ghi lưu niệm, thì anh quay hàm vuông đã bắt chuyện với Thu mà tôi nghe loáng thoáng là việc đổi đồ để lấy đường. Nghe tiếng đường khiến cho tôi mất hết tinh thần để ghi lưu niệm cho ông bạn vàng. Những người giao liên thượng trên đường này là những tay súng, những thớt voi. Họ tải đồ như voi, họ leo núi như sóc và họ không ăn gì ngoài nắm cơm với tro hoặc muối và vốc nước suối mà uống ngon lành. Mỗi người mang một lúc sáu quả DKZ, mỗi quả vừa vỏ vừa ruột nặng 15 kg. Nhưng đó cũng chưa phải là những kiện tướng. Những kiện tướng đeo nặng hơn thế vài chục kg. Và có điều rất đặc biệt là những người được bầu làm kiện tướng thì không được thưởng cái gì cả ngoài hai chữ kiện tướng. Có những người gùi cả gùi đường cát về cho bệnh nhân nhưng không bao giờ họ nếm một miếng đường. Họ không ăn đường, không biết vị ngọt là gì, không thèm ngọt bao giờ, cho nên họ gả thu đổi đường. Hai anh giao liên người thượng dẫn ông bác sĩ tàu về, đi ngang một lạch suối. Tôi thấy anh võ sĩ khom lưng, ông bác sĩ leo lên và anh võ sĩ lộn một mạch qua suối, rồi đi khuất. Tập sau hai anh trở lại mỗi người một gói đường trên tay chuyện mặc cả bắt đầu tôi thú thật rằng tôi muốn giật phăng lấy hết rồi bỏ vào mồm nuốt trừng hết ngay vậy mà tôi phải bình tĩnh coi như mình xem đường không có nghĩa lý gì cả anh coi hàm buông hỏi các anh coi cái gì đổi khăn quần áo cái gì cũng có tôi đáp tôi đã tự giành lấy tôi nếu không thì tôi đã nói phức ra rằng đổi cả tôi cũng được nhưng thu đã bảo đường đâu đưa cho tôi coi mỗi anh đưa cái gói đường của mình ra cái gói bằng giấy dầu ràng buộc rất kỹ nhiều chỗ đường đã ướt thấm ra ngoài ngon lành như mật ong tôi nói với thu thế là vừa đủ cho hai đứa tôi soạn cả ba lô quần áo lớp cũ Lớp mới Còn lại sau cái trận đổi gà chó Trong sóc cùng đi với Việt Cốt sao cho hai người thượng này Tìm được một món đúng ý thích ngay Anh có quay hàm buông Trong thế cái khăn sọc vừa xanh vừa đỏ Của Thu Anh ta chấp lấy Đưa lên mắt xem Rồi dũ dũ Rồi quấn ngay lên cổ Và đưa ngay gói đường cho Thu Hai người nói với nhau bằng tiếng Của dân tộc họ reo mừng tỏ ý hoan hỉ vì có được một cái khăn như thế anh quay hàm buông cứ cúi xuống ngực nhìn cái chéo khăn cười lên sung sướng xong lại cởi ra cầm trên tay căng ra đưa ngang mắt rồi dơ lên soi với ánh mặt trời anh thanh niên võ sĩ giật lấy ướm thử vào cổ xong anh nói câu gì đó anh quay hàm buông phản đối và giật lại ngay có lẽ anh kia bảo anh này nhường cái khăn lại cho Nhưng anh này không đồng ý Đó là cái khăn vải hạng bét Của nhà trường phát cho mỗi đứa một vuông Không biết để làm gì Tôi trỏ cho anh thanh niên võ sĩ cái mớ đồ của tôi Nhưng anh không chú ý Mà cứ đưa mắt theo cái khăn đã cuộn chắc trên cổ của anh bạn kia một cách thèm thuồng tôi cầm lấy chiếc khăn lông trắng nuốt của tôi căng thẳng tay ra và đưa ra trước mắt anh chiếc khăn có thể làm chăn đắp được thế nhưng anh ta không buồn xem anh ta hỏi tôi anh không có khăn á à? tôi hơi cáu thì khăn đây còn khăn gì nữa không chiếc khăn kia kia trời ơi chiếc khăn lông này giá trị gấp 10 chiếc khăn sọc kia mà anh. Tôi không ham chiếc khăn nữa. Tại sao? Anh có thể dùng nó trong rất nhiều việc. Quấn cổ rất ấm, tắm xong rồi lau, đêm ngủ đắp ấm. Mặc dù tôi giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng anh thanh niên vẫn lắc đầu. Tôi muốn chiếc khăn kia. Về sau, tôi mới biết thêm rằng Họ tắm xong đâu có cần lau chùi gì Họ không biết lạnh Cần gì khăn quấn cổ hoặc đắp trong lúc ngủ chứ Thấy tôi bí lối Thu hỏi Còn chiếc khăn của trường phát anh đâu rồi Anh vớt đi rồi Anh thiệt Mang một mảnh vải như vậy để làm gì chứ Thì để làm gì anh thấy đây này Ai mà biết được hàng trăm việc lớn còn không ngờ được huống chi việc này anh thanh niên vẫn không thay đổi ý định anh ta cứ nhìn khăn trên cổ anh bạn kia một cách thèm thuồng thì ra anh ta thích màu mè loè loẹt chứ tính ra giá thành thì cái khăn sọc kia chỉ đáng giá một phần mười của cái khăn lông tôi bực quá nhưng biết rằng không thể giải thích được cho anh ta nghe đó là sở thích của cả một dân tộc. Tôi bèn lôi món đồ đắt giá nhất trong ba lô tôi ra. Cái áo len màu sô-cô-la giá bằng 100 cái khăn sọc kia. Trao cho anh thanh niên võ sĩ và nói. Tôi đổi cho anh đấy. Nhưng anh thanh niên chỉ nhận lấy một cách miễn cưỡng. Anh nâng ngang mắt rồi căng ra đưa lên trời xem. Anh bạn kia cũng bước lại cả hai cùng ngắm nghĩa, xong cả hai lại nói tiếng dân tộc của họ, rồi quay sang tôi họ nói áo rách hết, tôi và thu cười áo mới mà đâu mà mới, khổ quá, tôi nói áo tôi mới đan để đi nam mà rách đâu mà rách, anh thanh niên bọ sĩ nói cái áo rách nhìn thấy ông trời mà đây anh chỉ là để coi thấy nguyên cả ông trời thu đem hết sự thông minh của nàng ra để giải thích cho hai anh hiểu rằng đó là len nó thưa thớt như thế nhưng nó đắt giá lắm nhưng hai anh đâu có cần đến cái áo rách nhìn thấy ông trời đó nếu tôi dè họ thích khăn sọc thì tôi đã không mang cái áo len và cái khăn lông kia ra cuối cùng anh thanh niên đành nhận chiếc khăn lông mà trao cho tôi gói đường tôi biết càng đi vào càng khốn khổ cái mồm thì càng khô cái bụng thì càng lép cho nên đổi cho được gói đường tôi hỏi đường của anh hả à? của tôi tôi không ăn tại sao anh không ăn tôi không biết anh không ăn bao giờ à không anh đi theo ông kia để làm gì? Ý tôi nói là ông bác sĩ Tàu. Để dắt đường, để còng ông leo cây dốc, để còng ông qua cây suối, để mặc cái vóng cho ông nằm, để nấu cơm cho ông ăn. Còn làm cái gì nữa hết? Để giặt cái quân, cái áo cho ông ấy mắc. Anh thanh niên quay hàm buông đáp. Để che cái máy bay bắn máy bay bắn là phải che. Tôi hỏi tiếp, máy bay nó ở trên trời che làm sao được chứ? Nó bắn tanh tanh chứ? Lúc đó mình phải đưa cho ông ấy vô hầm, rồi mình ngồi ngoài miệng hầm. Nó có bắn thì chúng mình trước. À, thì ra che máy bay là che như vậy đấy. Năm cả giom đi đâu về? thấy tôi đang soạn đồ đạc trong ba lô ra như người do thái bày hàng đắp bán ở vỉa hè tôi chưa kịp thuật với năm cả nhóm chuyện đổi đường vừa qua thì năm đã reo lên à đây rồi cái gì trời đất nếu hổng rầy mà tớ biết cậu có cái này thì tớ sẽ kiếm đồ ăn lia lịa sao mà kính miệng quá vậy năm cả nhóm vồ lấy cái máy ảnh của tôi. Cái món đồ mà lâu nay tôi cũng không còn nhớ rằng tôi mang nó trên lưng. Lâu lâu tôi lại thấy nó nặng nề như cục sắt. Tôi muốn vứt nó đi. Hay nói đúng hơn, tôi muốn đổi nó với giá một lon muối. Tôi bảo năm, nhúng nước suối dầm nước mưa nó hỏng mẹ nó mất rồi. Shhh, năm cả nhóm xua tay li lịa. Đừng nói, đừng nói. Rồi năm cà giom rỉ tai tôi. Làm ăn được như thường, không có sao đâu. Tôi hiểu ý của năm rồi, đây cũng là một cái ngón nghề. Năm cà giom nói, cậu không biết chứ ở Hà Nội có một thằng cha bác sĩ chích ống không cho thân chủ, vậy mà không có ai phát hiện được. Ở ngoài đó, không có một phòng mạch nào của bác sĩ làm riêng tư hết. Vậy mà hệ có bác sĩ lén làm riêng là họ chơi cái kiểu đó. Làm sao bệnh nhân sống nổi chứ? Năm cà giòm tiếp. Có cái máy ảnh này thì tớ bảo đảm thức ăn cho cậu hằng ngày. Hả? Xưa nay có ai chụp làm gì? Cậu không có nghiên cứu tâm lý gì hết. Chính trong cái cảnh này người ta mới tham chụp hình. Có một tấm hình để làm kỷ niệm về cuộc đời cách mạng chết đói của mình, hiểu không? Tôi nói, nhưng phim đâu còn mà chụp chứ. Tớ đã bảo, chà, không có cần mẹ gì hết, cứ đưa cái máy ảnh đây cho tôi. Tớ làm sao thì làm miễn có ăn thôi. Tớ đã tổng kết rồi, thằng lớn, thằng nhỏ đều thích chụp hình hết. Thật là ghê gớm, một cái anh lương thiện như càng giom mà cũng xanh ngụy. Ở đây ai làm được gì để sống, để khỏe thì cứ làm. Không có kể lập trường lập bò gì hết. Có lẽ cái con người giữ lập trường bền bỉ nhất là ông Chín. Và người thứ hai là ông bác sĩ Tàu đi nghiên cứu chữa bệnh sốt rét trường Sơn. Nghe đâu có một ông bác sĩ khác cùng đi với ông ta bị sốt ác tính đem về Hà Nội không kịp, chết giữa rừng rồi, nhưng người ta giấu kỹ lắm. Nếu ông Chín mà gặp ông bác sĩ Tàu vừa nói chuyện với tôi khi nãy, có lẽ đó là một cuộc đàm thoại vui nhất thế giới. Tôi đã bàn với năm cành giom, nếu còn ở lại đây lâu, tôi sẽ đạo diễn cái màn hát chập đó. mười 18 Một hôm, Tôi và năm cả nhóm buồn quá mới bèn rủ nhau đi vào cái bệnh xá của ông bác sĩ Cường chơi. Thật ra đi chơi mà vô một cái bệnh xá thì còn lý thú gì. Nhưng vô đó có thằng quen là xếp bệnh xá. May ra nó sẽ giúp đỡ mình chút đỉnh. Ở đây thì chỉ có thế. Hãy đi ra là mong gặp được một sự may mắn gì. Nhất là mong gặp được một cái lợi bất ngờ. Nhưng hôm đó chúng tôi lại gặp rồi, không phải gặp rồi, nhưng lại gặp một cái biểu trưng của sự rủi ro. Đang đi, chúng tôi bỗng dừng lại, vì nghe trên đầu có tiếng gió như có một nhánh cây gãy, đang dán xuống đầu mình. Cả hai đứa đều nhảy qua một bên để tránh theo bản năng tự vệ, chứ không kịp dòm ngó gì. Bạch, một vật đen thui, dài nhằng, rồi đánh phịch xuống đất và nằm im. Chúng tôi nhìn và năm cà giom kêu lên, kỳ đa, kỳ đa. Nói xong, năm nhảy tới hai tay, chật ngang cổ con vật. Con vật vùng vẫy và vươn móng vuốt ra trông kinh khiếp lắm. Mồm nó há ra đỏ lét như chậu máu, đầy vẻ man rợ. Năm quát tôi, đi bức dây trói nó mau lên. Tôi loay hoay mãi Năm cả giom lại quát Bức sợi dây leo kia kia Tôi nắm lấy sợi dây Không biết là dây gì Nhổ bật cả gốc lệnh rễ lên Tuốt sạch lá ngay Trao cho Năm Tài thật Năm hì hục một chốc Đã trói gô con vật lại Và bỏ nằm im đó Năm cả giom chống nạnh lên thở dốc Rồi rút khăn lau mồ hôi tôi hỏi con này thịt ngon không năm cả giom vừa quệt mồ hôi trán vừa đáp có vẻ không vui vẻ tí nào ngon thịt nó trắng như thịt gà thế thì nhất trên đời rồi trời cho mình một bữa no nê hay quá nhỉ thôi quẩy nó trở về đi bệnh xá làm gì nữa nhưng năm đứng làm thinh làm thế Tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của Năm trước một món chiến lợi phẩm to lớn. Từ trên trời rơi xuống không phải tiêu phí một chút sức lực nào mà đạt được. Năm không nhìn con vật và quay ra lắc đầu. Xui! Sao? Cậu nói cái gì? Xui lắm cậu ơi! Sao mà xui? Hên chứ! Ra đường đi gặp thịt mà lại xui gì? Cậu dốt bỏ bố đi đấy ai đời gặp kỳ đà mà hết được thế xui à xui chứ còn gì nữa xui làm sao thì xui tức là nay mai mình sẽ gặp việc chẳng lành chứ còn làm sao nữa tôi lặng thinh tôi cũng có nghe nói về những chuyện kỳ đà cản mũi cản lái cản lái gặp kỳ đà làm mình ăn không khá ra đường gặp kỳ đà nếu đi mần ăn thì người ta sẽ quay về nhà ngay không đi nữa, vân vân. Nhưng trong lúc thèm ăn này, tôi chỉ nghĩ tới ăn, đâu có nhớ những chuyện mơ hồ đó. Nhưng khi nghe năm cả giòm nhắc thì tôi tỉnh ngộ ngay. Tôi hỏi, vậy bây giờ làm sao đây? Ai biết làm sao bây giờ? Thôi kệ nó, cứ đem về làm thịt rồi sẽ hay. Để xem, xem cái gì nữa, bề nào mình cũng gặp nó rồi. Vứt nó đi cũng không có nghĩa là tống cái xui đi khỏi chúng mình, cứ ăn như thường lệ. Năm cả nhóm cứ ngập ngừng mãi, không chịu quả quyết đem con kỳ đà về. Tôi bảo, cậu cứ ăn đi, xui tôi chịu cho. Cậu cứ nói tướng ấy. Chứ vết nó đi à cậu không ăn thì tớ ăn tớ đã từng trông thấy rồi mà cậu sao ghì quá trông thấy cái gì một tổ công binh đi quánh tàu vừa bơi xuồng đã xong là gặp kỳ đà lỗi qua sông thằng tổ trưởng cứ đi nhưng một thằng đề nghị bỏ kế hoạch thằng tổ trưởng không nghe cứ đi Thằng đổi duyên này nhảy lên bờ trở về. Hai thằng kia đi chết hết trọi. Tôi nghe cũng ớn quá. Không biết tại sao bác sĩ là người của khoa học mà hắn lại tin dị đoan ghê thế. Nó làm cho tôi nản lòng. Tôi nói. Vậy mình đem nó về bệnh xá làm thịt ăn chung. Chi vậy? Cho có nghĩa là mỗi người chịu một chút cái cục xui đó. Năm cà giòm chặt lưỡi, khổ quá. Rồi ngước nhìn cái nhánh cây cao trên đầu và nói, Kỳ cục thiệt, nó đeo sẵn trên đó mà chờ mình đi ngang, rồi buông tay rơi xuống đầu mình, thế mới khổ chứ. Thôi, cứ thế, đi. Tôi hăng hái bước lại sách chú Kỳ Đà lên. Trông gớm quá, da nó đen nâu, có đốm rành vàng, đuôi nó có gai như đuôi sấu, da nó sùi lên cũng giống da cá sấu. Hay nói quách ra là nó giống như một chú cá sấu con. Coi vậy mà nặng ra phết, tôi ước chừng trên 5 kg. Trời ơi, 5 kg thịt gà. Trong lúc này, vì tin dị đoan mà phải đi mời mỗi người ăn một chút thì uổng quá chừng. Năm cả giom đốn một nhánh cây, xỏ vào hai đứa khiêng đi. Năm cả giom dành tôi. Đi vô tới bệnh xá, thằng Cường nó có hỏi kỳ đà ở đâu, thì cậu nói là chúng mình đuổi bắt trong một cái thân cây mục nghe. Tôi hỏi, tại sao vậy? Tại vì nếu nói thiệt, tụi nó không ăn, thì mình gắn hết sự xui xẻo đó chứ sao Được rồi Để tớ bịa chuyện cho tin Tụi nó sẽ ăn Mà phải mang ơn mình nữa Cái bệnh xá hôm nay trông càng thê thảm Với những dãy thương binh nằm lềnh khênh trong rừng Màu bông băng trắng thấp thoáng Qua những kẻ cây rừng Như những mảng tuyết trong đồi cây Ở Âu Châu mùa đông chúng tôi đến gặp ông bạn cường chẳng khó khăn gì cường rất mừng có lẽ cường bị cái bệnh cô đơn vây riết mà bác sĩ tài ba mấy cũng không phương trị cường hỏi ngay lý do chúng tôi có con kỳ đà tôi cố dựng lên một câu chuyện đầy chi tiết nhưng đâu cần phải nhiều đến thế cường tin ngay cường nói ở đây cái thứ này tụi tôi bắt được hoài mà. Thiệt hả? Ở rừng ma, con gì cũng to. Có nhiều con to như những con quái vật thời tiền sử vậy. Có những bộ xương do như xương ma múc. Xương đầu to bằng mặt ghế salon vậy. Tôi hỏi tiếp. Nhưng kỳ đà là anh săn được hay. Săn cũng có, gặp bất ngờ cũng có. Thế à? anh gặp mà không sợ xui à? Ban đầu thì cũng có hơi ngán một chút, nhưng sau rồi không có kể nữa. Đói bỏ bố gặp thịt thì cứ mừng cái đã, xui đâu không có biết. Thế là tôi nhẹ nhõm trong người, nhưng chưa nói ra vội. Năm cà nhom bảo, thế thì làm thịt đi, làm gì ăn bây giờ? Khò chứ làm gì, ở đây mà làm gì được. Cường gọi một cậu cần vụ bảo hắn làm. Còn bọn tôi thì đi nấu nước, châm trà uống rồi ngồi nay dóc. Năm cả nhóm hỏi ngay. Này, có mấy cha ba tàu qua đây nữa à? Có chứ, nó đi nghiên cứu sốt rét đó. Nó xin mấy đứa con gái y tá của tớ theo nó để dành bắt mũi đòn sóc đó. Bắt làm sao? Đại khái bắt như mình bắt gà nhưng nhẹ nhàng hơn bắt sống nguyên rồi tổng vào một cái chai đem về cho các lão ha, hay ha năm cả giom cười thế một ngày một cô bắt được mấy con ai biết nói với các lão ấy nếu các lão lập trường dẫn thì cởi quần ra cho mũi cắn rồi bắt lấy nó đó là cách nghiên cứu thiết thực nhất Mẹ kiếp Cậu cho tớ xin một cô Đi theo bắt mũi đòn sóc coi Cường nói Được rồi Năm cà giom hỏi gạch Thiệt không Cậu hãy tự hỏi cậu có muốn Thiệt không đã Ha 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 Năm cà giom phá cười vang lên cả rừng Thiệt chứ Thế ra cậu luôn luôn bắt mấy cô em Đi bắt mũi đòn sóc cho cậu Phải không cái đó mà hỏi làm gì chứ Tớ chỉ sợ cậu Không có dám thôi Sao không Được rồi Cậu cứ chuẩn bị đòn sốc Kẻ cô ta đến bắt rồi nó thung mất đấy Quý Mình hô khẩu hiểu chứ Năm cà giòm nói tiếp Nhưng cậu phải cho chút testosterone Để cho chú mũi dương cái đòn sốc lên Khi cô ta chạm tới nó chứ thì có cả con kỳ đà đó bổ ra phết con đỏ gì nữa bác sĩ cường lại nói nói đùa chứ hại thân lắm ông cà do mà ông nên nhớ rằng tuổi thọ của con anofen không có dài lắm đâu nhất là sau khi nó chích người ta xong là nó chết ở đây con người cũng vậy chích xong là sức khỏe sụp xuống ngay không có gượng dậy nổi đó rồi nếu mà sốt rét thương hàng ập xuống là cậu quỷ luôn, hiểu chưa? Chứ ở đây không thiếu cái món đó đâu. Ở rừng bọn Femine nó khỏe hơn giống mắc chúng mình mà. Cho nên mặc dù chúng nó vẫn sốt nhưng chúng vẫn cứ khỏe như thường. Còn bọn mình càng sốt càng gục xuống. Năm cà giom ngồi nghe không cãi lại. Riêng tôi thì tôi thấy bác sĩ Cường nói rất đúng, đúng từng tí một. Tôi cười. Đó là ông bác sĩ nói kinh nghiệm bản thân đấy phải không? Chứ sao? Đó là thói quen nghề nghiệp mà. Chúng tôi chỉ nói kinh nghiệm cho người khác. Khi những kinh nghiệm đó được đúc kết, có khi rằng chính bản thân mình. Tôi nói, thế ra, ông bác sĩ Cà giom chưa được vỡ lòng trên đường Trường Sơn này à? Cường tiếp, đúng. Ông Cà Giom lầm hầm làm hổ vậy thôi, nhưng để rồi xem, ông sẽ hắt hơi ba bốn ngày liền và sẽ chửi rằng tôi hại ông bỏ xác trên đường Trường Sơn này đó. Cà Giom gạt ngang, đường đường một đấng như ông Cà Giom mà lại chịu thua đám phần nợ đó à? Cường gạch gô trong ông cà giom hăng lắm Nhưng lửa sách thử vàng ông bạn ơi Rồi cường chuyện sang chuyện khác Hôm nay tôi sẽ mời thêm ông bạn vàng của tôi tới Ăn thịt kỳ đà cảng mối chơi nhé ca giom hỏi Ai vậy? Một ông đại úy và một ông thiếu tá Ông thiếu tá tên là Kim Còn ông đại úy thì tên gì không rõ nhưng thấy gọi là anh Bảy Hai người làm bạn nhau Cả hai đều là bệnh nhân của tôi đó Tôi hơi hồ nghi Tôi bèn hỏi Hình dáng của ông đại úy kia ra sao? À, da trắng hơn dân miên một chút Răng thì cái nọ sẹo cái kia Mồm nói không để kéo da non Nghe vậy tôi biết ngay là anh bảy nhà tôi rồi vì đứng về hình dáng còn có thể lẫn lộn chứ đứng về hai nét độc đáo vừa kể thì không ai có thể có như anh bảy nhưng tôi làm thinh cái đã xem ông bác sĩ cường nói tiếp làm sao cường tiếp mới hôm đầu anh ta vào trình giấy thì tôi không xem nhưng anh em kể lại thì anh ta có cái giấy ba bốn Gạch loại A chi đó Rồi sau đó Thì anh ta nhìn ông Kim làm bạn rồi Anh ta mắc giọng nằm bên cạnh ông Kim Là bệnh nhân cũ của tôi Một hôm Tôi xuống láng thăm bệnh Thì bắt gặp anh ta khoe với ông Kim Mấy tấm ảnh phụ nữ Rất đẹp Toàn diễn viên cine Hà Nội hết Anh ta bảo rằng Đó là những người yêu của anh ta nhưng hiện nay đã bị cắt đứt chỉ còn lại một cô đẹp nhất và cô này đang đi ở phía sau anh ta đi trước chuẩn bị chỗ cho cô này tới nghỉ ngơi và dưỡng sức cặp chân vì cô này là diễn viên ba lê số dách la mã của hà nội cường tiếp anh ta nói vậy thì tôi tin vậy nào tôi có biết anh ta là ai đâu nhưng thấy anh ta thân thiện với ông Kim thì tôi cũng vui lòng nghĩ rằng anh ta là hạng người chơi được nhưng chỉ được vài hôm thì anh ta lại tìm cách làm quen với mấy cô y tá rồi bắt mối thân thiện với một cô đẹp nhất ở đây tôi cũng không rõ hai bên đã hẹn hò với nhau những gì chỉ thấy một hôm anh ta lên xin phép tôi ở lại đây công ác luôn. Năm cả nhóm kêu lên thích thú. Thế bỏ bố mẹ rồi. Rồi người yêu của anh ta sắp đi tới thì làm sao? Tôi cũng không rảnh trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Tôi hỏi, thế hiện giờ thì câu chuyện đến đâu rồi ông bác sĩ? Tôi vẫn còn treo ở đó. Nếu anh ta bệnh không đi nổi thì ở lại đây công tác. Tôi vẫn sẵn lòng, chuyện đó đâu có hại gì đâu. Nhưng nhỡ cô ba Lê vô tới, phá nhà ông thì sao? Tôi biết là ông ta nói láo, nói để phe phan tài chim gái của mình thôi chứ. Làm gì có cô nào yêu anh ta? Vì theo tôi thấy, cái anh chàng này trông khó thương lắm. Để chấp nữa tôi rủ lên chơi cho các bạn biết thêm một ông đại úy trên đường Trường Sơn này nha. Tôi hơi lùng bùng lỗ tai. Trước nhất, vì hắn chạm đến danh dự của Thu, cố nhiên là danh dự của tôi. Cái đó là vì tư cách của hắn. Đi đâu cũng nghe tiếng của hắn. Trường Sơn rộng thế, mà ở đâu cũng có những giai thoại về bảy Việt. Khi thì tôi nghe câu chuyện bảy Việt, nhà viết kịch bản phim nổi tiếng của xưởng phim Hà Nội do một anh giao liên kể. Khi thì, thì tôi nghe chuyện bảy Việt là nhà văn kiêm nhà thơ có rất nhiều tác phẩm. Lúc tôi và Thu chuẩn bị qua con sông bến Hải thứ hai dưới ánh pháo sáng của máy bay thì Việt đã lẩn trốn vì Việt sợ phải dìu dắt một người con gái dù là đồng đội của hắn bị hắn tán nhưng không yêu hắn hắn tìm đường đi sân tới trước để tự do nói láo nói bịp người và vừa bắt giao liên phục dịch vừa xin sỏ của họ được chút nào hay chút ấy việc biến mất tâm luôn cho đến bây giờ tôi không thấy thiếu hắn nhưng chẳng ngờ bây giờ tôi lại gặp hắn Tôi thấy hắn là thừa. Đó là điều khổ tâm cho tôi hết sức. Nhất là tôi vừa nghe những chuyện lếu láo của hắn ở đây. Cường gọi cậu cần vụ lên hỏi chuyện làm thịt con kỳ đà. Nhưng cậu cần vụ đã trả lời rằng cậu ta không dám làm thịt nó vì sợ xui xẻo dính vào người. Té ra nãy giờ con kỳ đà vẫn còn sống nhanh nhưng cường vẫn vui vẻ bảo cậu cần bộ mày tệ quá vậy không dám làm thì nói ngay đi nhưng tao làm thì mày có ăn không dạ dạ ăn ạ à. cả đám chúng tôi cùng cười vui vẻ cường bảo thế mày mời thằng umbala vô đây cho tao tôi vừa định hỏi cường thằng nào lại có cái tên kỳ cục vậy thì cường đã nói ngay anh em đặt cho nó cái tên khôi hài đó là vì lúc nào nó cũng nhảy chân sáo và hát um bà là nó bị sốt rét ác tính dọc đường nhưng cái tổ tam tam của nó đã bỏ nó mà đi may nó không chết cho nên nó cứ nhớ cái kỷ niệm tốt đẹp đó mà hát luôn mồm vừa hát vừa nhăn mặt nhăn mũi và lắc đầu um bà là cường vừa định quay vào gọi thằng ốm ba la thì nó đã xuất hiện ngay kia rồi trước mặt chúng tôi một con người hay con ngợm vậy nhỉ giữa cái khí độc trường sơn này mà ốm ba la lại ở trần mặc quần đùi tóc nó xõa xuống quá vai mặt mũi tối sầm với hai con mắt như hai cái giếng sâu mà ở dưới tận đáy giếng có thắp hai ngọn đèn cầy hắt hiu vì không đủ dương khí. Cổ nó đeo lủng lẳng một cái nanh heo rừng. Hắn quắc mắt nhìn chúng tôi với vẻ giận dữ. Nhìn gì? Đào ngủ đây? Nói gì hả? Làm như chúng tôi sắp sửa quát mắng hay nói những lời khinh miệt hắn. Nhưng Cường đã bảo, đừng vô lễ, ốm ba la, bạn của anh đấy em. Bây giờ anh có việc này cần em giúp một chút ốm bà la rút chân lại thành thế đứng nghiêm và giơ tay chào cường với vẻ cung kính thực sự cường bảo anh có con kỳ đà em đi làm thịt dùm và nấu nướng mang đến đây cho anh đại khách nhanh lên em rõ ốm bà la lại chào và quay lui biến dạng nhanh như sóc để lại cả một sự ngạc nhiên cho tôi và năm cả dòng lại một nhân vật đặc biệt trên đường trường sơn hắn làm cho tôi nghĩ đến những con sàn niên mà ngày xưa tôi đọc thấy trong các chuyện giải trí không biết có hay không nhưng đã để lại trong đầu tôi một ấn tượng không phai nhạt thằng này chỉ khác sàn niên là vì hắn không có lông lá đầy mình cường giải thích thêm cho chúng tôi về nguồn gốc của ống ba la như sau đại khái câu chuyện của cường kể lại như sau rồi hắn lê đi hắn không nhớ là hắn đã ăn những thứ gì mà khỏe lại hắn nhìn chung quanh không thấy ai cả thì ra người ta đã đi hết cả từ lâu rồi bởi vì khi trí khôn trở lại với hắn nên hắn nhớ tất cả hắn thấy không còn một vết chân mới nào chung quanh hắn bản năng tự vệ của hắn đã dựng hắn dậy hắn nhắm hướng và cắt rừng đi mãi sau cùng hắn gặp một đơn vị nhưng hắn đã bắt đầu thù hận cho nên hắn không nhập vào đơn vị mà hắn bò vào ăn cắp gạo muối ăn cắp ba lô không phải tự nhiên mà hắn làm như vậy mà chính cái cuộc sống thực tế trường sơn đã dạy cho hắn những việc đó nói rõ ra là trên con đường này vô số vụ mất cắp xảy ra hàng ngày ngay cả trong những đơn vị anh hùng chống mỹ hắn thấy ăn cắp là cách sống khỏe nhất và không phải đi đâu cả muốn làm gì thì làm hắn trở thành tên ăn cắp chuyên nghiệp với một khẩu súng ak đầy đủ đạn và trang bị của một cán binh đi nam hắn đâu biết sợ ai đại khái như thế Tới đến một hôm, hắn lột hết lương thực của một đồng đội của hắn bị sốt nặng mê man nằm bên đường. Hắn không suy nghĩ gì cả. Hắn lấy ngay và ăn ngon lành không chút ân hận. Hắn chỉ nghĩ, nếu tao sốt nằm ở đây như mày, mà mày bắt gặp thì mày cũng sẽ làm như tao làm đối với mày bây giờ thôi. Đó là lương tâm của hắn. Rồi đến một hôm, hắn mò vào bệnh xá của Cường lúc trước ở một địa điểm khác. Chào ơi, hắn mò tận kho, hắn tha hồ quơ, nào đậu xanh, đường sữa, những thứ mà trên trường sơn này không ai có nổi. Hắn ăn quen, lại mò vào, và lại tha đi cạn cả cái kho của bệnh xá. Ban đầu thì Cường hồ nghi anh em nhân viên, nhưng sau khi dò xét, thì thấy có vài món đồ rơi vãi xa xa ngoài bệnh xá. Cường kết luận là có một kẻ từ ngoài vào, nhưng xem kỹ lại thì gần đây đâu có cơ quan nào, cũng không có đơn vị nào đóng gần, nên Cường cho bố trí canh phòng và cuối cùng là tóm được hắn. Anh em đánh cho hắn một trận nên thân. Cường cũng giận nhưng Cường không cho đánh nữa. Cường bảo cởi trói cho anh uống và gọi hắn lên nói chuyện. Hắn đã kể cho Cường tất cả quá trình của hắn mà Cường đã kể lại cho các cậu nghe. Tôi hỏi, nhưng sao bây giờ hắn ở dưới trướng của cậu? Cường vui vẻ đáp, đó là một cái lối sai người của mình. Sau khi nói chuyện với hắn, tôi thấy hắn thông minh, suy nghĩ rất sâu sắc và hoạt bát nữa. Cậu nghĩ hắn ta đã học hết lớp 10, rồi bị động viên, hắn không chịu đi, nhưng người ta nói chỉ đưa hắn đi vài tháng rồi cho về. Thế là hắn đi, vô tới trường Sơn chỉ hai tháng là bị sốt ác tính như tôi vừa kể. Cường nói tiếp, tôi bắt hắn ăn cắp quả tang, nhưng làm gì hắn bây giờ? giết hắn à mình đâu có quyền đuổi hắn đi à chắc chắn hắn sẽ quay trở lại ngựa quen đường cũ chi bằng đối xử nhân đạo thì mình sẽ được một đứa đỡ tay chân cho mình hai là hắn sẽ không phá mình nữa năm cà giom gật gù thằng khôn thiệt đó bây giờ tôi bảo gì nó cũng nghe và nó không bao giờ phá phách tôi có hôm tôi hỏi thiệt hắn nếu sau trận đòn đó mà tôi xử tệ với hắn thì hắn sẽ trốn và nhất định hắn sẽ trở lại để đốt bệnh xá và để cho tôi một băng AK làm kỷ niệm ghê gớm chưa tôi lắc đầu không bao giờ tôi tưởng tượng nổi rằng trên trường sơn này lại có một nhân vật giống như kinh công như vậy sau, Kim và Bảy Việt đến. Cường giới thiệu Kim với chúng tôi. Ông này có 6 cây K54 trong ba lô. Ông mới cho tớ một cây đây. K54 ở đây rẻ lắm. Một hộp ruốc trà bông, dài hộp sữa, nửa kg đường là có thể đổi được với ông ngay một khảo. Kim cười. Tôi mang vô nam cho mấy ổng nhưng dọc đường ốm đói quá phải tùy cơ ứng biến thế thôi. Cường nói thêm. Ông đi xe hơi đấy các bạn. Ông nào muốn đeo, dè yeah thì đeo. Kim xua tay. Thôi thôi, xin van. Sao vậy? Làm hiểm quá vậy? Không phải đâu. Nếu các cậu muốn đi xe hơi thì phải làm 3 việc mà ở đây thì không thể làm được. Thứ nhất là cặp thêm một cái thanh sắt sau xương sống mình. Thứ hai là phải đội thêm một cái gối bông dày hai tấc trên đầu và ngồi trên một cái gối bông khác cũng dày từng ấy. Vì sao? Vì xe chạy dàn nó sốc, đầu các cậu sẽ đội vào mui xe vỡ ra. Đít các cậu hỏng lên, rơi xuống, xương sống các cậu sẽ quẹo và đít các cậu sẽ tà đi. Vì vậy, tôi đã bỏ xe hơi mà lội bộ đây nè lội bộ tuy vất vả nhưng chắc sống hơn còn đi xe hơi các bạn lo ngay ngáy xe lật lúc nào không biết lại còn máy bay đuổi các bạn không thể nhảy trốn được đấy các bạn có đi thì xin mời cả tôi và năm cành nhom le lưỡi lắc đầu thôi thôi xin kiếu cường hỏi tôi cậu có quen với ông bạn này không? Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào cho hợp tình thì Việt đã vọt miệng đáp ngay. Chúng tôi quen từ Hà Nội trong nghề với nhau. Rồi Việt hỏi tôi, Thu đã khỏe chưa anh? Thu nào cơ? Thu? Thu ấy mà. Cường hỏi tiếp, có phải người yêu của ông Đại úy không? Tôi vọt miệng đáp, người yêu của ông ấy đang đi ở đằng sau. Nhưng nghe tin ông sắp xây dựng với một cô y tá trong bệnh xá này nên. Tôi ngập ngừng một lát, tôi định nói, nên cô ta quay trở lại. Nhưng nói thế càng giúp sự thuận lợi cho thằng đều, cho nên tôi sửa lại ngay. Cho nên cô ta quyết đi vượt trạm. Vô tới đây chắc có một trận ác chiến rền trời. Cường nhìn Việt, Việt lấm lét nhìn tôi. Có lẽ hắn không hiểu tại sao tôi lại biết tổng hết cả bí mật của hắn. Nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh để xoay nước cờ. Tôi có người yêu nào đâu mà anh nói vậy. Sao không có? Tôi gầm lên, chẳng tin ông bạn đưa cái bóp ra đây. Trong đó có năm sáu tấm ảnh phụ nữ Hà Nội cô nào đẹp nhất là vị hôn thê của ông bạn đấy mà viên đại úy cười già lá chữa ngựa anh theo phá em hoài tôi đâu có phá cậu đó là cậu tự phá cậu thôi chứ cũng rất may là con kỳ đà lại tái xuất hiện nhưng lần này với một hình dáng khác hẳn hắn nằm gọn trong những cái đĩa nhôm dưới hình thức những cục vuông cục tròn xương nạc và da lẫn lộn, khói bốc lên nghi ngút. Bác sĩ Cường nói, thôi chúng ta cầm đũa, ai ăn kỳ đà có gặp xui xẻo, xin đừng đổ thừa cho tôi nghe. Tôi nói, không sao đâu bác sĩ, cái xui do chúa kỳ đà này mang lại tôi đã gặp rồi. Chắc chắn sau bữa ăn này, cái xui đã lùi lại sau lưng tôi. Kim nói bằng giọng độc địa. Theo như ông bạn này vừa nói thì ông đại úy không nên ăn thịt con kỳ đà này. Tại sao? Việt đang gắp một cục thịt khá to, ngừng tay hỏi. Tại sao chắc cậu biết rồi? Sự xui xẻo đã đến bên lưng cậu rồi đó. Cậu hãy chặn cái xui kia lại. Nếu để cho nó đến thì đổ nợ ra cái trạm xá này ngay việt nuốt dở cục thịt kim cười và nói tiếp đấy thấy không cậu bị nghẹn mà khéo chứ nuốt không trôi đấy thôi nên sơ một cục thôi cục thứ hai nó sẽ nằm tại cổ họng cậu việt lúng túng cố nuốt cho trôi cục thịt mà nói xui thì chịu xui chứ tôi biết làm sao bây giờ kim nói xui thì phải xả xui chứ Năm cà giom gạch ngang và hỏi Ăn thế này Không có nước ngược à Cường Không có Ở đây tìm Ở đâu ra Cậu có mà không biết dùng Ở đâu Thì lấy ăn côn đốt đèn ra Pha một ít nước vào Thế là thành rượu thượng hảo hạng ngay mà Ở Hà Nội Tớ ra từng pha cồn 90 độ uống rồi đó Cường mang ra một chai Năm cà giòm Rót cả vào bi đông, rồi lấy nước lã, pha vào liệu cho vừa liều lượng, mà dạ dày chấp nhận được. Thế là cả giom rót ra mời khách. Bữa tiệc kỳ đà đâm ra vui vẻ, nhộn nhịp, rùm beng hẳn lên vì cái mớ cồn pha nước lã của năm cả giom. Tiệc xong, tôi bảo Cường gọi cậu úng ba la lên cho tôi nói chuyện. Ai cũng tìm chỗ nghỉ chỉ còn tôi và ốm bà la tôi mắc võng nằm ốm bà la ngồi bên đầu võng của tôi tôi hỏi ngay bây giờ cậu muốn gì kinh không ấy chết cậu muốn gì ốm bà la ốm bà la cười khẩy anh cứ gọi em là kinh công cũng được mà em biết kinh công à biết chứ anh gọi em thế em không buồn à không em cũng thấy em đúng là một thứ kinh công việt nam sinh sống ở trường sơn này em không thể trở thành loài người khỉ kỳ quái đó nhưng em bây giờ rất giống kinh công em đã trở thành một loại người rừng nếu không nhờ anh cường thì em sẽ trở thành một tên thổ phỉ giết người và làm mọi sự bất nhân không gớm tay tôi hỏi tại sao vậy Em thấy cuộc đời tàn nhẫn với em quá đổi Em là thằng học sinh lớp 10 biết gì đâu Thế mà sau một cơn thoát chết Em cảm thấy hận đời Và em nhất quyết trả thù đời Nếu như anh Cường xử tệ với em Thì nhất định em sẽ trốn thoát Rồi sẽ trở lại bệnh xá Một đêm nào đó em sẽ lia một băng Đúng một băng vào mùng anh ấy rồi sau đó nổi lửa đốt tất cả các lán trại tôi hỏi vậy bây giờ em muốn gì em nhất định sẽ trở về với thầy mẹ em không đi đâu cả em không nghe lời ai nữa cả em chỉ nghe theo tiếng gọi của thầy mẹ em thôi khi em đi thầy mẹ em khóc bảo em trốn đừng đi nhưng em nghĩ làm như thế là hèn Bây giờ đi vô đây em mới thấy ân hận Giải phóng cái chó gì Em không biết miền Nam đâu là đâu cả Không biết người miền Nam có cần mình giải phóng hay không Mà mang thầy vào đây Bỏ thầy mẹ em ở ngoài Hà Nội không ai chăm sóc Chỉ còn người chị gái mà Em biết em mất rất nhiều nhân tính Anh đã đi đến đây trên con đường này rồi anh xem có ai còn nhân tính hay không em bị sốt suýt chết mà đồng đội của em bỏ em như thế may mà em còn sống nếu em chết ở giữa rừng thì ai biết bây giờ em nhất định không đi vô nữa em nhất định một bước cũng không đi em phải trở về dù trên đường về em có chết em cũng cam nhắm mắt em có người yêu anh xem em bỏ cô nàng mà đi rồi thân thể em ra thế này vô lý vô lý vô lý em không nhận được của cô ta bức thư nào cả em biết cô ta rất sầu não vì ngoài em ngoài em ra chẳng ai có thể nói những lời làm rung động trái tim cô ta vậy em ở phố nào hàng hàng bột Bố mẹ có đủ không? Con đủ. Anh chị em đông không? Người anh cả đã chết ở Hồng Gai. Còn người chị gái thôi. Nhưng chị ấy yếu đuối lắm. Mà lại hay khóc. Chẳng làm gì nuôi bố mẹ em nổi đâu. Hiện giờ em muốn gì? Em thích cần một cuốn sách để đọc. Sách gì? Ông bà Lan ngồi thừa người ra tôi có cảm giác rằng câu chuyện của tôi đã dần dần đem lương tri trở về cho cậu bé. Tôi thấy càng nói chuyện, cậu ta trở nên hoạt bát, đôi mắt láo lỉnh và cái mồm linh động hẳn lên. Có lẽ ở đây không ai nói chuyện với cậu ta nhiều và có chiều sâu như tôi. Cường chỉ sử dụng cậu ta như một kẻ lao công. Cậu ta ngồi lâu lắc mới đáp, sách gì cũng được anh ạ à. thế à vâng sách gì cũng được miễn có chữ thì thôi em vô đây đã hơn một năm rưỡi mắt nhìn toàn đường núi sốt rét lá khô xác chết máu chảy chứ đâu có trông thấy chữ bao giờ và chính em cũng không có dịp nào cầm bút viết một chữ mà bút đâu có mà viết chứ đôi khi em định mượn bút giấy của anh cường để viết về gia đình một bức thư nhưng mỗi lần nghĩ tới việc đó em thấy ngại vô cùng ngại vì hai lẽ một là vì phải làm việc mà hơn một năm rưỡi qua em không làm anh xem hai bàn tay em đây này cậu bé xòe hai tay đưa ra trước mắt tôi những ngón tay đen thui đầy sẹo và gồ ghề như những mắt tre có tật. Nhìn những ngón tay ấy, không ai nghĩ rằng trước đây chúng đã từng cầm bút bao giờ. Ông bà là nói tiếp, bây giờ nghĩ tới viết những dòng chữ, em thấy khổ tâm hơn bất cứ việc gì. Em cảm thấy nó mệt nhọc hơn bổ củi nấu cơm. Còn lý do thứ hai là viết thư nhất định em phải nói về em cho bố mẹ em rõ nhưng nói cái gì trong em bây giờ có cái gì hay ho mà nói chứ nếu nói láo thì viết thư làm gì em không muốn làm cho bố mẹ và chị em thất vọng anh nghĩ xem anh nhìn xem người em thế này cậu bé ngồi lặng thinh mắt rưng rưng Tôi cũng thấy xúc động sâu xa về những lời tự thuật của cậu bé. Bây giờ tôi mới nhìn rõ cậu ta. Cái lớp vỏ bên ngoài kỳ quái bao nhiêu thì những tình cảm của cậu bé sâu sắc bấy nhiêu. Mái tóc vàng hoe không phải vì bẩm sinh mà vì tắm mưa gội nắng, dầm dãi gió sương quá nhiều. Một năm rưỡi có thể bằng 15 năm trong đời cậu nước da cậu ta trông càng gớm ghiếc nó chia ra làm nhiều vùng khác nhau da lưng thì móc cái sùi lên như vảy rắn ngực và bụng thì thâm xịt và đầy nốt vừa nâu vừa đen có lẽ cậu ta đã dùng cái bộ ngực ra như cái mũi tàu để chống lại sóng gió của cái biển trường sơn mênh mông ác nghiệt này cho nên nó mới nhận lãnh nhiều thành tích đến thế Tôi chợt nghĩ nếu bất ngờ anh thanh niên này xuất hiện tại Hà Nội và tự giới thiệu rằng đây là người của trường Sơn trở về thì có lẽ dân thủ đô sẽ lập tức phân hóa làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chạy trốn. Nhóm thứ hai dạng dình hơn chạy ùa tức coi như con một con ngựa rằn hay một con giả nhân trong sở thú. Tôi hỏi nhưng cậu làm sao mà về được Hà Nội bây giờ? Ôm bà là đáp Em chưa biết chừng nào Và bằng cách nào em sẽ về được Hà Nội Vì chuyện ấy còn tùy hoàn cảnh Nhưng nhất định em sẽ về Không có ai Không có cái gì Bất cứ cái gì Dù cái đó có thiêng liêng chăng nữa Cũng không thể bắt buộc em đi tới được Em có thể nói với anh rằng em không còn tin ai nữa cả ngoài tin em em tin em vô cùng vì thế em tin rằng có ngày em sẽ về được hà nội tôi hỏi em tên thật là gì nhỉ tên là nhưng mà thôi anh ạ à, người ta ở đây cuộc đời ở đây đã đặt cho em cái tên um bà là rất hay tây cũng phải tây tàu cũng không phải tàu nhưng em rất thích. Em đã quên đi cái tên cúng cơm của em rồi. Đúng là cái tên Hoa Mỹ do cha mẹ mình đặt không còn thích hợp với cảnh trí mọi rợ này nữa. Ở đây, cái gì đẹp nhất cũng phải tiêu tan, ngay cả lý tưởng của tuổi trẻ. Em nói gớm thế. Vâng, đó là ý nghĩ thực qua cuộc sống của em mà anh không thể bắt em nghĩ khác được đâu anh biết không khi em tỉnh dậy sau cơn sốt dài mê man không biết bao nhiêu ngày em nghĩ gì không tôi hỏi em nghĩ gì em nhìn khắp chung quanh em không có một cái gì có thể cầu cứu được cái gì đối với em cũng có vẻ lạnh lùng nhưng em tên là gì chứ tên là hồng chị em tên là tên gì Tôi chờ đợi với cả sự ngạc nhiên sắp xảy đến với tôi. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng cậu bé này là em của Thu. Tôi thấy cái mũi nó hao hao, giống mũi Thu. Có lẽ trên bộ mặt con người, ngoài cái bộ răng ra, thì cái mũi là bộ phận ít thay đổi nhất sau những cuộc tang thương. Chị em tên là gì? Bích. Tôi thở vào nhẹ nhõm, té ra thằng bé không phải là em của Thu Vì Thu theo tôi biết thì chỉ là Thu Và tôi cũng chưa bao giờ nghe Thu nói về một đứa em trai nào Đi công tác trên con đường ác nghiệt này cả Tôi hỏi Em có bao giờ nghĩ rằng chị của em Sẽ đi vào Nam Và sẽ gặp em trên đường này không? Không Tại sao không? Vì chị em rất yếu đuối Và hay khóc lắm hơn nữa bố mẹ em có cho đi đâu mà đi nhưng nếu em gặp chị em đi vào nam ở đây thì em làm gì thí dụ như anh đây là chị bích của em thì em sẽ nói gì không chị bích của em là người bắc không thể có những ý nghĩ giống anh được cho nên em không thể nói với anh những gì em sẽ nói với chị bích của em trên con đường này tại sao tại vì anh càng đi vào thì càng gần nhà anh còn chị em càng vào thì càng xa nhà hai người hai tình cảm hai mục đích khác hẳn nhau tôi nhắc lại vấn đề quyển sách anh có mang trong ba lô một quyển sách của chính anh viết anh định sẽ mang về tặng gia đình anh nhưng bây giờ gặp em ý định anh thay đổi. Anh sẽ tặng quyển sách ấy cho em. Ôi chào ơi! Ôi chào! Ông bà đưa tay lên cào cào mớ tóc dài cộng, quyến vào nhau thành mạng. Như những lời nói của tôi làm động tới bộ não của cậu ta. Cậu ta lắp bắp hỏi, sách gì vậy anh? Chuyện ngắn, chào ôi, em may mắn quá, chà chà. Cậu bé xoa so xoa so tay. Bây giờ mà em dở trang sách ra nhìn lại những dòng chữ thì chẳng khác nào nhìn lại mặt người yêu. Em hồi hộp quá, em mong đợi ghê quá. Nhưng sách ở đâu hiện giờ anh? Trong ba lô anh. Đi đi, đi lấy đi anh. Ông bà là đứng phát dậy lôi tay tôi. Tôi bảo, nhưng từ nay về sau bỏ cái tên Úm bà đi nhé em hồng chuyện đó hậu xét kính thưa quý vị quý vị vừa nghe xong tập 6 của hồi ký xương trắng trường sơn xin hẹn quý vị ở tập 7 kế tiếp